cái chuyện hồi xưa á, cứ phải như bây giờ đó, hồi xưa người ta dị nghị dữ lắm. Nhất là mấy người mà có tật á, hồi xưa cũng tuổi thân mắc cỡ lắm nha. Mình giả thị như mình đi bên đây, mấy đứa bên kia lại đây, kia què này, què nọ. Mỗi lần vậy mình đứng bên kia, què, lúc đó mình tuổi thân lắm. Sau này cái xã hội giờ sau này nó đỡ rồi. Ta biết thương người tàn tật rồi, ta làm từ thiện, hồi xưa đâu có vụ làm từ thiện này đâu. Từ ngày có từ thiện bắt đầu người ta dạy con cháu người ta nề nếp này nọ, giờ nó đỡ rồi, giờ đi cũng ai chậm hết. Chào anh. Dạ, chào anh. Dạ. Anh cho hỏi sửa xe không tiền cũng giá. Dạ, cái vụ này thiệt hả anh? Dạ, thiệt. Cho đây giá cho. Rồi, tôi bể bánh xe. Chà. Dạ. Anh có di chuyển được không? Dạ, được. Thôi, anh ngồi đi. Để tôi quay cái xe ra. Dạ. Rồi tôi đưa cái phần này nó vô trong để cho anh dễ làm. Quay, những cái ngang quay mà được rồi. Dạ, dạ, được. Rồi, ngang vô. Đấy, vậy thì anh dễ làm hơn. Dạ. Tới đây được rồi ha. Dạ. Rồi, ok. Mở cái giá vào. Dạ. Yeah. À, ở đây có một cái câu cũng hay quá ha. À. Không tiền cũng giá. Cứ gọi đừng ngại. Bơm xe miễn phí luôn. À, nóng quá. Tôi tháo cái nón ra. Anh kiểm tra giùm nha. Dạ. À, thưa quý vị, tôi là Trung Dân. Kỳ này tôi đến một cái con đường khá quen thuộc ở quận 11. Nơi đây có một cái tiệm sửa xe khá là đặc biệt. Mà ở đây nó có một cái điều là gây cái sự chú ý cho mọi người. Là cái người chủ của cái tiệm sửa xe này, anh ấy là một người rất bình dị. Chân của anh ấy nó bị tật. Nhưng mà anh ấy mưu sinh bằng cái nghề sửa xe cách hết sức là đặc biệt. Chiến thắng qua hết tất cả số phận để có được một cái cuộc sống tự tại. Nhân vật ngày hôm nay, Trung Dân muốn giới thiệu với quý vị để quý vị có thể chia sẻ cũng như biết thêm về hình ảnh của một con người vượt khó như anh Vinh. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện nha. Xin mời. Trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, có một tiệm sửa xe nho nhỏ tên là Vinh Thành. Thoạt nhìn thì tiệm cũng chỉ như bao tiệm sửa xe ở thành phố này. Ông Võ Thành Vinh, 60 tuổi, cũng như bao người sửa xe khác, chỉ một điểm đặc biệt là ông bị tật ở chân từ nhỏ, khiến việc đi lại gặp khó khăn, nên đôi khi ông phải nhờ khách dựng chống xe lên rồi mới bắt đầu sửa được. Nhưng đặc biệt nhất ở đây chính là tấm bảng có tiền cũng vá, không tiền cũng vá, bơm xe miễn phí. À, anh biết tiệm sửa xe chú Vinh khoảng 2-3 năm. Cái lần đầu tiên anh nhìn thấy cái biển đó là cái cảm xúc hay là cái suy nghĩ lúc đó của anh là như thế nào? Anh thấy cũng lạ. Anh cũng không có tin. Thì anh lúc đó anh cũng vô bơm xe bình thường thôi, anh cũng đưa tiền. Thì lúc đó chú mới nói là không lấy. Vậy thì anh biết gì đó. Chứ bắt đầu anh nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên vậy thôi. Anh thì thường hay sửa thì lặt vặt thì chú cũng không lấy tiền. Nhiều khi anh ép lắm thì chú mới lấy thôi. Thế hoặc là ví dụ anh mua cái gì đó rồi tặng chú gì đó. Chứ nhiều khi sửa lặt vặt thì chú cũng không lấy vậy thôi. Rồi hay là giống như hồi nãy anh sửa ha, thì nhiều khi tới sửa hoài cái nhìn chú làm với chú chỉ luôn rồi. Nhiều khi tới chú em bận làm khác thì anh cũng tự vô lấy đồ làm luôn vậy á. Hai chú giao mượn đồ hết. Chung ra là tôi ở gần đây, tôi toàn hay đi ngang đây. Thì có thấy tiệm nó cũng gần thì mình sửa chữa. Với lại chú Vinh này chung sửa chữa thì cũng giá cả cũng như là không có chặt chém như mấy cái tiệm khác. Là lấy đúng giá của chú để mà sửa. Chú giả sử người ta lấy 120, chú có thể lấy 101%. Hoặc là chú có thể là chú Vinh này đó, thường thì gặp mấy học sinh, sinh viên đến sửa xe đó, như thay ruột vừa kia đó, là chú cũng không có lấy tiền, chú cũng tặng cho họ.
là tôi cũng thấy chứng kiến cái cảnh đó vậy. Thì thời gian đầu tiên là lúc tôi biết cái này, tôi đi hoài nhưng mà tôi không có để ý tới lúc mà tôi bơm xe và tôi vô sửa xe thì tôi biết cái hoàn cảnh của chú bị tật như vậy á. Thì nói chung ra là chú với tôi cũng xem xe bằng tuổi nhau, cũng trên lệch mấy tuổi thôi. À, thì tôi thấy cái hoàn cảnh chú và làm là cũng như lấy từ cái tâm ra, chứ không phải là kinh doanh là thu lợi nhuận nhiều. Làm thì có lợi nhuận nhưng mà cái phần lợi nhuận nào thôi. À, khi có cái trường hợp đó là chú cũng giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh học sinh, sinh viên nhiều hơn. À, những người neo đơn hoặc là những cái hoàn cảnh là như giấc khuya. Tuy rằng chú không có làm nhiều tiền nhưng mà chú vẫn nhiệt tình để giúp đỡ cho họ để có xe đi về tới nhà. Rồi bây giờ không có khách nè. Dạ. Tôi muốn mời anh qua một cái góc, tôi với anh có thể ngồi nói chuyện được không? Dạ được. Dạ. Yeah. Anh có gia đình chưa? Dạ em có gia đình, hai đứa cháu rồi. Dạ. Yeah. Con anh nay lớn chưa? Dạ con em nay cũng gái thì 31 rồi, trai 28 rồi. Có gia đình hết rồi? Dạ có rồi. Thì có cho nội cho ngoại hết rồi ha? Dạ không, cho ngoại à, cho nội chưa có. Dạ. Yeah. Trai chưa lập gia đình. 28 chưa lập gia đình. Dạ. Yeah. Gốc anh là ở Hóc Môn. Hóc Môn. Dạ. Vậy là cùng quê với tôi. Thì hồi xưa giờ gốc gác cha mẹ thì sanh ở dưới, mẹ mở thành phố hồi xưa giờ nhỏ lớn. Dạ. Yeah. Yeah. Có nhà ở Sài Gòn, thành phố. Ha. Thế à, cái nghề này anh có thầy không? Dạ không. Em tự học. Dạ tự học. Chứ lúc mà khổ quá sửa xe đạp rồi ông già ông đi cải tạo về ông cho được 15.000 sắm đồ nghề đồ này nọ, còn cái bào không mà bán cũng thiếu 200 đồng lẻ ta còn phát đầu cái đi lục đục kiếm cái lon lấy cái đinh rồi gõ vô mài làm. Làm bữa hay bữa mới có tiền mua cái đó đó về làm. Cái chuyện hồi xưa á cứ phải như bây giờ đó, hồi xưa người ta dị nghị dữ lắm. Nhất là mấy người mà có tật á, hồi xưa cũng tuổi thân mắc cỡ lắm nha. Mình giải thiện như mình đi bên đây, mấy đứa bên kia lại đây, cái què này, què nọ. Mỗi lần vậy mình cũng buồn. Kia ăn què, ăn què, ăn què, ăn què. Lúc đó mình tuổi thân lắm. Sau này cái xã hội giờ sau này nó đỡ rồi. Ta biết thương người tàn tật rồi, ta làm từ thiện. Hồi xưa đâu có vụ làm từ thiện này đâu. Từ ngày có từ thiện bắt đầu, ta dạy con cháu, người ta nề nếp này nọ. Giờ nó đỡ rồi, giờ đi cũng ai chậm hết. Với cái đôi chân như thế này, nó sẽ tạo cho anh một cái sự khó khăn trong công việc. Nhưng mà anh vẫn vượt qua. À. Đôi lúc em nghĩ là chắc anh cũng sẽ có một cái gì đó phải buồn. Không, em nghĩ là không có cái gì buồn hết á. Kiểu mình cứ cuộc sống mà đâu có gì hoàn hảo đâu. Yeah. Ông trời sắp đặt sao chịu vậy thôi chứ có buồn. Nhưng mà buồn chán là đi ăn, đi nhậu, cà phê, thuốc lá, bậy bạ hết rồi. Còn cái này xưa vậy em không biết dưới mấy cái vụ đó. Anh không uống rượu? Dạ. Không thuốc lá? Dạ không, không biết cái trắng ra là không biết cái gì hết. Nè. Yeah. Sửa xe đạp á thì đồ nghề. Thì từ từ anh sắp. Dạ. Nhưng mà anh nhìn người ta sửa rồi anh bắt trước. Dạ. Mới đầu vô cái không biết, như là rút cam, rút đồ đâu biết. Mình mới đem tới cho người ta làm thì mình đứng mình dọp. Dọp thấy người ta làm mình về mình làm theo vậy thôi. Cái nghề này đó em cũng đâu có học gì đâu. Tự xe đạp ít quá thì chuyển qua xe Honda thì cũng làm đại vậy thôi. Ừ. Đâu, nghề dạy nghề biết hết. Cái lúc mà anh khởi nghiệp sửa xe đạp là anh bao nhiêu tuổi vậy anh Vinh? Cũng hai mấy tuổi đó. Hai mấy tuổi rồi. Thế hồi xưa anh lập gia đình bao nhiêu tuổi ạ? Em 30. 30? Dạ. Anh có thể kể về cái chuyện mà anh đến với bà xã anh như thế nào? À, hồi đó bà xã đó em sửa xe đạp mà, rồi có bà dì vợ đó, bà mới đi chợ ngang mỗi ngày. Dạ. Yeah. Bà mới hỏi, thấy em sửa xe, thấy bà cũng chắc bà cũng thấy sao á. Bà nói, mày chịu cháu ơi, vợ tao, cháu tao không, tôi gả cho. Tình cờ thôi. Sau này bà cứ hỏi hoài à. Thế mà mày chịu không, mày đi hoài luôn á, chung cuộc em chịu. Vì cháu ba em cũng biết rồi, tự ở trong xóm á, hay đi ra sửa xe mà. Cần đi làm ngang hay sửa xe đạp á, biết. Sau này hai cái mới chịu. Rồi bà dì vợ thấy ở đó khổ lắm, bà bỏ tiền mà làm đám cưới cho. Thì bà xã em có tật cũng em mà. Dạ. Bà làm đám cưới cho rồi xong rồi tiền bạc như là bà cho hết á. Ở đó đám cưới cũng
trong gia đình, trong xóm vậy thôi, chứ không làm gần ga gì mấy đâu. Nhà siêu khổ. Rồi cái lúc mà anh sửa xe đạp, mà lúc anh còn trẻ á, dạ, thì bà xã anh cũng tới hay sửa xe. Dạ đúng rồi, hay sửa xe. Thế là hai người có... Lúc đó là chưa có quen, chưa nói chuyện gì đâu, chưa có, lúc đó chưa có quen. Chỉ là người khách thôi. Dạ, chỉ là khách thôi. Sau này mới tìm hiểu rồi vô nhà chơi này nọ, rồi gia đình mới chịu. Nhưng mà hai người quen nhau một khoảng thời gian bao lâu rồi? Cỡ mấy tháng nè. Mấy tháng? Dạ. Thì bà xã lúc đó cũng lớn rồi, em 30, bà xã mới 32. Dạ. Yeah. Xã em lớn tuổi, em 2 tuổi. À, nhưng mà ông bà mình nói câu là nhất gái lớn 2, gì trai lớn 1, đúng không? Dạ. À. Cái đó là khỏi coi tuổi luôn. Dạ. Cái đó là chọn ngày bên đạo Chúa không có coi ngày gì đâu. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Ưng người gả thôi, chứ không có coi ngày, coi tháng như bên Phật. Dạ. Yeah. Nhưng mà khi mà hai người lấy nhau rồi thì lúc đó thì anh ở chung với gia đình anh? À, lúc lấy nhau thì cũng có nhà riêng, lúc sửa xe, lúc cái thời đó là nhà cũng rẻ lắm, có 2-3 chỉ một căn à. Ừ. Rồi nhà, nhà nước cho ở mà. Nha. Yeah. Rồi đó tính tới mới về khổ quá, ngủ ngoài đường. Tính tới mới bắt nhốt vô đó, mới là cho ở, cất nhà thì già cho ở, được căn căn vậy đó. Cái sau này người ta không có tiền, người ta bán chỉ hay chỉ à, tự gì đồn giải tỏ mất trắng, người ta sợ. Nhà nhỏ thôi, chừng 3 mét vuông vậy đó. À, có chỗ chui ra chỗ à, vô thôi. Vô thôi. Cái lúc mà hai ông bà mới lấy nhau, ai cũng vậy, mới lấy còn trẻ khó khăn lắm. Dạ đúng. Thế anh vừa qua cái điều đó như thế nào? Thì lúc mới lấy nhau thì em cũng sửa xe, lúc có cái thời đó, sửa xe thì nó chán ra cũng đỡ lắm. Xe đạp á cũng có ăn lắm. Học đến nỗi khổ à, nhờ con cái ăn học á, nhờ mấy bà dì vợ bà hỗ trợ, hai đứa con mà dì vợ hỗ trợ tiền học cho tới 12-18 tuổi. Bà dì vợ? Dạ bà dì vợ. Rồi anh em bên vợ có giúp đỡ anh không? Thì cũng có. Dạ. Đứa này đứa kia túm nhau mua quần mua áo phụ, kia cũng cho tiền sắm này sắm kia. Như vậy là anh may mắn, anh được anh em, anh em trong gia đình chia sẻ giúp đỡ. Chứ còn nhiều gia đình khác không có đâu, còn tranh ăn nữa đó chứ đừng có nói. Ừ. Tại bây giờ nó lớn rồi cũng vậy. Cái gì đó, thí dụ nói rồi con thiếu cái này, thiếu cái kia, cái gì cũng kêu qua cho. Em làm trên đây suốt à, ít có về lắm. Vậy là anh ở đây luôn? Dạ. Rồi nhà anh ở đâu nữa? Nhà quận nhất á. Quận nhất? Ở đây là nhà em thuê mà. À, rồi, hiểu rồi. Nhưng mà mai mốt cái nhà này người ta lấy lại thì mà sao? Người ta lấy lại em tìm chỗ khác. Cũng trên con đường này? Đường này thôi, tự làm đường này nó quen rồi. À, quen, đúng rồi. Ra chỗ khác thì lạ là người ta không tới. Bảo em đi đâu cũng đâu có mất khách đâu. Nha. Yeah. Vòng đây, từ ngã tư Âu Cơ về đây mấy trăm mét rồi, vòng vòng đây 3 mấy năm. Anh có thể nói sơ về con chó này, nó sao mà nó có cái duyên nó lại ở với anh? À, tình cờ đi mua đồ ăn á, cái nó nhảy lên xe luôn à. Mà lúc về á, nó sơ sát nó ghê lắm, dạng chắc người ta bỏ. Cái nó về nhà nó ở luôn, mà nó khôn lắm. Nó về nhà là tình cờ bữa thằng đó vô là chụp cái điện thoại ăn cắp, là nó chạy ra nó cắn đó, nó la làng luôn á. Ừ, sau này biết nó khôn quá rồi, thấy để nó nuôi luôn. Về nó binh chủ lắm. Anh nó sống với anh bao nhiêu năm rồi? Sống với em là tổng cộng 17 năm rồi. 17 năm? À. Vậy là con chó này nó lớn tuổi lắm rồi đó. Thì hồi lúc em bắt về nó cũng như vậy, mà tới bây giờ nó cũng như vậy, chứ em nghĩ nó cũng phải trên 20 năm. Ừ. À. Nó khôn lắm, bây giờ ai cho, không ai cho gì nó ăn hết á. Duyên hợp em cho nó ăn thôi. Uống cũng vậy, không ai cho gì nó uống hết á. Có nghe đồn là anh ta giữ cái tiệm sửa xe, anh ngủ ở trong thì nào có khách tới là nó kêu anh luôn. Khôn ghê ha. Anh ngồi không không sao, mà anh lại anh đụng xe này nó làm ghê lắm. Thì ai cũng biết. Mấy cái máy này anh để như vậy ngoài đường luôn rồi người ta lấy sao? Mà. Ví dụ như cái máy bơm. Để ngoài đường luôn. Nha. Yeah. Cũng bị ăn trộm lấy 4-5 lần rồi đó. À cũng lấy lại được hết à. Đẩy ra tới ngoài ngã tư á, là ở ngoài là mấy xe ôm nè. Với công an rồi người ta thấy, người ta bắt nó vô à. Là biết lột của em. Thì em làm đây lâu năm rồi đó. Thì người ta biết. Bắt nó lại, còn lần lấy đi bán luôn mà cũng lấy lại được.
là bắt vô một lần bán, một lần ba lần bắt là được. Mà tại sao anh có cái suy nghĩ là anh sẽ cho người ta bơm xe không lấy tiền? À, tự vì em thấy nhiều lúc người ta đi ngoài đường nè, tối người ta cũng không có tiền, giá dắt tới dắt lưu người ta dòm dòm hoài. Tình cờ em hỏi người ta nói ơi không có tiền giá, rồi em nói thôi vô đây tôi giá cho. Đó, rồi lúc đó người ta cảm ơn, người lớn tuổi người ta cũng hay xúc động, người ta khóc. Rồi mình thấy cũng tội quá thôi, mình suy nghĩ thôi có, mình giờ mình cũng không có thiếu thốn gì thôi, giờ mình gãi cái bảng lên. Đó, là từ đó tới sau là em làm bảng này 8 năm rồi đó, hôm nay là 8 năm. 8 năm. Một ngày thì anh có biết là anh giá xe, anh sửa xe được bao nhiêu khách không? Nó vô chừng lắm, không biết đâu. Có khi nào không có người nào không anh? Không có. Ngày nào cũng có? Dạ, ngày nào cũng có. Trên chục khách chứ không phải là... Trên chục khách. Dạ. Tính ra là bao nhiêu năm rồi anh? Xe máy này hả? À, cũng gần 20 năm rồi. Thế con anh nó có theo nghề anh không? Dạ không. Thấy cái nghề nói ba làm nghề này dơ nữa. Không theo nghề. Thì nghề này dơ thiệt. Đúng rồi. Dơ rồi. Mình phải lấp lem nhớt nhau học thành tài mà còn chơi dơ đó. Nha. Yeah. Hai đứa con nuôi học thành tài luôn á. Đúng dạ, rồi. Chơi nghề ba dơ. Ừ. Thế anh có buồn không? Dạ không. Đó là suy nghĩ của nó thôi. Phải coi đứa này đứa kia đâu buồn được. Nếu buồn đâu có dương lên được. Anh có nghĩ rằng là bao nhiêu năm nữa là anh sẽ về hưu? Dạ không, em cứ nghĩ chừng nào làm hết nổi thì thôi, chứ còn giờ về cũng buồn lắm. Không có cụ thể năm nào. Mấy năm quen rồi. Giờ về nhà là bệnh á, ăn ở không là bệnh. Cái nghỉ lâu nhất, một khoảng thời gian lâu nhất anh không sửa xe là khoảng thời gian nào? Em sửa là ba mấy năm nay là em làm suốt vậy đó. Không có ngày nào nghỉ? Dạ không, ngày nào. Không đi du lịch, không dạ, ở không nhà luôn. Với vợ con? Dạ không, vợ con nhà đi đâu đi với em, không có bao giờ đi. Tết, lễ, lập gì cũng ở đây không? Biết làm đem tiền về nuôi vợ, nuôi son, sắm nhà, sắm cửa rồi. Bà xã anh làm gì? Xã em yếu hơn em nữa, đâu có làm gì đâu. Chân cẳng yếu hơn em. Ngồi chỗ rồi nuôi giữ cháu ngoại. Cha đi vô nấu cơm nước thì được. Cái lúc mà anh sửa xe rồi anh nuôi con anh và có người thành đạt, cảm giác của anh như thế nào về điều đó? Thì lúc mình không nghĩ ra, mình nghĩ thì ai nhìn vô cũng biết. Như vậy, gia đình, dòng họ, em, út, đồ nó nói cũng hạnh diện. Anh chị vậy mà lo cho anh học được. Tại là cũng phục anh á. Dạ. Và người lành lặn chưa chắc. Dạ. Mà anh thì có cái khuyết là đôi chân anh học, nhưng rồi. Mà anh vẫn à, vượt khó thì không có thua ai. Chắc ngày xưa giờ em chưa biết xài ngàn nào của con cái hết, tự lập hết, tự lo hết. Cái ước mơ của anh là gì á? Mơ em hả? Lớn nhất của em là chỉ mơ ước là có sức khỏe để làm, có tiền giúp được cái chuyện gì thì giúp thôi, còn ngoài ra thì không có mơ ước cái gì hết. Giờ không có thiếu thốn gì hết. Anh nói anh làm có tiền để anh giúp. Anh giúp ai? Anh giúp gia đình hay là giúp người xã hội? Thí dụ ai cần cái gì rửa xe hoặc là mua cái gì á, mình giúp họ. Thì ngày mình ngày này xưa giờ nó quen rồi, một đêm mình hôm ta hết xăng, ta nói ơi chú có xăng không, mình cho ta xăng. Giúp người nào thấy mình vui lắm, hớn hở lắm, chẳng hạn như vậy. Thế từ xưa tới giờ anh có được người khác giúp không? Có nhiều người ta giúp lại, như người ta bơm xe, người ta đưa anh 150, người ta gửi anh để anh giúp cho người khác, là như vậy đó. Cái căn nhà ở quận 1, dạ. Chỗ khu đất vàng mắc lắm, anh có tiền mua đó là anh đại gia rồi đó nha. Dạ không phải đâu, cái nhà đó là của bà và vợ nha. Dạ. Vợ nhà trong nhà thì 9-10 anh em được. Ừ. Cái đầu lúc vợ em giải tỏa ở đây được có 300-mấy triệu thôi. Cái đầu đi tìm nhà hoài thì không có. Thì cũng mấy đứa em vợ nói thôi giờ nhà của bà ngoại để đó thôi, giờ bán cho anh chị đi, thấy anh chị cũng khổ. Rồi bây giờ là ra giá bán 1 tỷ. Thì trong đó vợ cũng có một phần đó, thì bỏ tiền ra, nhưng mà nó trắng ra thì không có đứa nào mà lấy đủ tiền hết á. Cái đứa này nó cũng thấy tội, cho vài chục, vài chục. Nói chung là anh được gia đình hỗ trợ nữa, gia đình thương anh nữa, anh may mắn đó. Tôi đi làm chương trình và gặp gỡ nhiều người. Có những người người ta nói á, cái thời buổi này tất đất là tất vàng, cho nên cái chuyện mà anh em họ giành lộn đất ra chuyện bình thường.
Thế là anh á, anh khuyết cái đôi chân. Nhưng mà anh may mắn ở cái chỗ là anh em của anh rất là tốt với anh. Đó là một cái điều mà tôi thấy rằng trong cái thời buổi này mình dùng cái từ hiếm hoi là cũng hơi đúng đó. Anh may mắn đó. Rồi sau khi mà giúp đỡ, rồi chia sẻ tất cả mọi cái, bây giờ nó đều về. Đều về. Anh có nhà, mọi người đều vui vẻ. À, anh em anh sống hòa thuận với nhau. Đây bây giờ cũng hòa thuận hết, không có ai nghịch ai. Hay quá, vậy là đẹp nhất rồi. Đẹp nhất rồi. Nhà mà có chuyện gì là anh em xúm tới đầy đủ hết á. Mày nói bệnh hoạn hay cái gì là nó lại nó đầy đủ hết trơn. Tiếp đi nè. Hay quá. Này giúp mớ tiền, cái kia giúp mớ tiền. À, xong bệnh hoạn là cũng dư được mớ, lúc nào cũng vậy. Anh được nhiều người giúp đỡ là anh nghĩ được một cái điều rất là hay ở cái chỗ là có qua có lại. Đúng rồi, cái lực nhân quả mà, cái gì phải có qua có lại. Ví dụ bây giờ mình biết em mình nó giúp mình, bây giờ thì có cái gì giúp sang sẻ cho người khác, hoặc là em Út mình nó cũng bị cái gì mình phải giúp lại cho nó. Đúng rồi. Dạ. Người ta giúp anh thì anh có cơ hội anh sẽ giúp lại người khác. Dạ đúng rồi. Và đó là mình phải dùng cái từ là cái nghĩa cử đẹp. Dạ. Ừ. Sống là phải biết chia sẻ. À, thưa quý vị, à, ngồi trò chuyện ngắn với lại anh Vinh ở đây, mình hiểu được gia đình của ảnh là một gia đình rất là đẹp. Mọi người chia sẻ đùm bọc yêu thương, và tình yêu của ảnh với lại bà xã của ảnh nó cũng rất là bình dị, nhưng phải nói hạnh phúc ở cái đất này mưu sinh. Nếu mà chúng ta siêng năng thì chúng ta có thể vượt qua, chúng ta sẽ có một cuộc sống tương đối ổn. Trường hợp của anh Vinh là một trong những trường hợp cụ thể. Là suy nghĩ của ảnh nó rất là hay ở cái chỗ là tôi nhận được ở người khác một cái điều gì đó nhân ái, thì tôi sẽ chia sẻ cái điều nhân ái đó cho người khác nữa. Có lẽ là đó là truyền thống của người dân Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúc quý vị mạnh giỏi. Trung Dân xin kính chào.